chào quý vị các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thư Phương sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc máy hủy tài liệu silicon PS800C. Lý do tại sao mà mỗi công ty hay là văn phòng thì nên sở hữu một chiếc máy hủy tài liệu như thế này? Thứ nhất, máy hủy tài liệu giúp bảo mật thông tin. Thứ hai, việc sử dụng máy hủy tài liệu cũng là tuân thủ quy định của pháp luật để bảo vệ dữ liệu cá nhân và những thông tin quan trọng khác. Thứ ba, giúp văn phòng công ty bớt lộn xộn. Thứ tư, giúp giảm số lượng thùng rác và số lần đổ rác. Trên thị trường hiện nay đã có rất nhiều những mẫu mã máy hủy tài liệu đến từ các thương hiệu khác nhau. Vậy thì máy hủy tài liệu silicon là thương hiệu của nước nào và sử dụng có tốt không? Câu trả lời sẽ có ngay trong video dưới đây. Máy hủy tài liệu PS800C đến từ thương hiệu silicon nổi tiếng của Mỹ, chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị văn phòng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Các sản phẩm silicon được sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo công nghệ Mỹ, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn USA. Trên thị trường hiện nay, máy hủy tài liệu silicon được đánh giá là một trong những sản phẩm đảm bảo nhất về chất lượng. Các yếu tố về thông số kỹ thuật, tốc độ hủy đều vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm cùng loại khác. Chiếc máy hủy tài liệu silicon PS800C có kích thước là 350x190x410mm, hoạt động với các thông số kỹ thuật là công suất 70W, dung tích thùng chứa là 21 lít, độ ồn nhỏ hơn 75 dB. Kích cỡ giấy sau hủy từ 3,8-40mm. Chiếc máy này có thể hủy giấy tối đa là 8 tờ trên một lần, tương đương với 70g, mỗi ngày tối đa là 50-100 tờ, số thẻ là tối đa 1 thẻ trên một lần. Trong ngày thì có thể lên tới 50 thẻ. Chiều rộng của giấy là 230mm và chu kỳ hủy là 2-5 phút một lần. Cấu tạo của chiếc máy hủy tài liệu silicon PS800C bao gồm một thùng chứa với dung tích là 21 lít. Cửa sổ, phía trên là nắp máy được tích hợp sẵn bảng điều khiển với nút hủy, nút tắt, nút hoạt động, khe hủy giấy tài liệu, khe hủy đĩa CD. Phía bên là nút nguồn bật tắt máy. Bên trên có 3 đèn báo với đèn mở là màu đỏ, đèn tự động hủy phát ra màu xanh và đèn nguồn phát ra màu xanh. Để sử dụng chiếc máy hủy tài liệu silicon PS800C, đầu tiên các bạn cần phải lắp đặt phần nắp máy lên thùng chứa. Rất là đơn giản như vậy thôi. Sau đó thì các bạn kết nối máy với nguồn điện. Sau khi đã kết nối với nguồn điện rồi thì các bạn bật máy với nút nguồn ở phía bên. Các bạn có thể sử dụng máy với nút gạt. Khi máy ở chế độ chống kẹt và chế độ O thì sẽ có đèn báo nguồn. Còn máy ở chế độ tự động hủy Y thì máy sẽ có đèn báo nguồn và đèn báo tự động hủy. Đây là phần khe hủy đĩa CD, khe hủy giấy. Và các bạn lưu ý là những thứ các bạn có thể hủy được với máy này là các loại thẻ cạt, giấy, các loại đĩa CD, VCD. Các bạn không nên hủy những loại giấy ni lông, tem nhãn, thẻ báo chí hay là giấy ướt và loại nhựa. Lưu ý là các bạn không nên để cả vạt, quần áo hay là tay tiếp xúc với phần khe hủy này, bởi vì khi ở nút tự động hủy thì các bạn chỉ cần cho giấy vào thôi là nó sẽ tự động hủy. Quá trình hủy thì chiếc máy này sẽ mất một vài giây để làm sạch cửa hủy giấy. Và máy có thể hoạt động từ 2-5 phút và cần phải nghỉ 20 phút để làm mát máy nhé. Trong quá trình sử dụng thì máy sẽ có thể gặp một số vấn đề. Nếu như các bạn thấy đèn đỏ cảnh báo thì các bạn phải kiểm tra xem là nắp máy đã lắp đúng khớp chưa, hoặc là máy có bị kẹt giấy hay không. Nếu như máy bị kẹt giấy thì các bạn có thể sử dụng nút R chống kẹt này bằng cách gạt qua lại, sau đó test lại máy hủy cho đến khi không bị kẹt nữa. Khi hủy xong thì các bạn nhớ là phải đổ giấy ở trong phần thùng chứa ra, tắt máy, sau đó tháo phần nắp máy. Và các bạn đổ phần giấy vụn đi.
Như vậy là Thu Phương đã giới thiệu đến các bạn chiếc máy hủy tài liệu silicone PF800C. Và để đặt mua ngay sản phẩm này cho văn phòng hay là công ty của mình thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline tại Hà Nội là 024-3568-6969, hoặc thành phố Hồ Chí Minh 028-3833-366, hoặc truy cập website mita.vn để xem chi tiết và đặt online nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.